lại nữa thiện hiện có đại bồ tát tu đủ sáu phép ba la mật đa thấy có như lai ứng tránh đẳng giác hào quang giới hạn tuổi thọ giới hạn các chúng đệ tử số lượng giới hạn này thiện hiện đại Bồ Tát ấy thấy việc đó rồi nghĩ thế này ta làm thế nào để được hào quang vô lượng thọ mạng vô lượng và các chúng đệ tử số lượng không giới hạn đã nghĩ vậy rồi phát lời nguyện ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng tu hành sáu phép ba la mật đa thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật khiến mau viên mãn chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột Bây giờ thân ta hào quang vô lượng, thọ mạng vô lượng, các chúng đệ tử, số đông vô lượng, này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy do sáu phép ba la mật đa này mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện có đại bồ tát tu đủ sáu phép ba la mật đa thấy có như lai ứng tránh đẳng giác mà cõi phật chu vi giới hạn này thiện hiện đại bồ tát ấy thấy việc đó rồi nghĩ thế này ta làm thế nào để được cõi phật vô lượng đã nghĩ vậy rồi phát lời nguyện ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng tu hành sáu phép ba la mật đa thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật khiến mau viên mãn chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột như hằng hà xa số đại thiên thế giới ở mười phương hiệp lại thành một cõi, ta trụ trong đó thuyết pháp giáo hóa vô lượng vô số vô biên hữu tình. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, do sáu phép ba la mật đa này mau được viên mãn, gần gũi quả vị giác ngộ cao tột, lại nữa thiện hiện có đại bồ tát tu đủ sáu phép ba la mật đa thấy các hữu tình sanh tử dài lâu các thế giới hữu tình số lượng vô biên này thiện hiện đại bồ tát ấy thấy việc đó rồi nghĩ thế này giới hạn của sanh tử giống như hư không thế giới hữu tình cũng giống như thế tuy không chân thật nhưng các loại hữu tình lưu chuyển sanh tử hoặc đắc niết bàn nên các hữu tình vọng chấp là có luân hồi sanh tử thọ khổ vô biên ta phải làm thế nào để phương tiện cứu giúp họ đã nghĩ vậy rồi phát lời nguyện, ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng, tu hành sáu phép ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến mau viên mãn, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột vì các hữu tình nói pháp vô thượng đều khiến giải thoát khổ lớn sanh tử, cũng khiến chứng biết sanh tử giải thoát hoàn toàn không sở hữu đều rốt giáo không. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, do sáu phép ba la mật đa này, mau được viên mãn gần mũi quả vị giác ngộ cao tột.